Thời gian qua, Liên quân Mỹ, Anh và Houthi liên tục có các cuộc tấn công lẫn nhau ở khu vực Biển Đỏ. Tình trạng này đã khiến căng thẳng ở khu vực này tăng cao, đe dọa nghiêm trọng an ninh, an toàn hàng hải. Ngày 7 tháng 4, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết họ đã phóng tên lửa và tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu của Anh, Mỹ và Israel. Đây là vụ tấn công mới nhất của lực lượng này nhằm vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ. Trong thông báo, Houthi cho biết hoạt động nêu trên diễn ra trong 72 giờ qua. Phía Houthi đã nhắm vào một tàu của Anh và một số tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đỏ, trong khi cũng tấn công hai tàu của Israel ở biển Ả Rập và Ấn Độ Dương khi những tàu này trên hành trình tới các cảng của Israel. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết đã phá hủy một hệ thống tên lửa đất đối không di động của lực lượng Houthi trong ngày 6 tháng 4 và bắn hạ một thiết bị bay không người lái trên Biển Đỏ. Tuy nhiên, không có thương vong hoặc thiệt hại nào được ghi nhận. Tình trạng này đã khiến căng thẳng ở khu vực này tăng cao, đe dọa nghiêm trọng an ninh, an toàn hàng hải. Bất ổn an ninh ở Biển Đỏ đã buộc nhiều hãng vận tải biển tạm ngừng hoạt động vận chuyển qua Biển Đỏ và chuyển hướng sang tuyến đường biển dài hơn và đắt đỏ hơn quanh mũi hảo vọng ở cực Nam Châu Phi. Với những tuyên bố cứng rắn và hành động quân sự thực tế nhằm vào các tàu thương mại có liên hệ với Israel tại Biển Đỏ, buộc Mỹ và các đồng minh phải sử dụng vũ lực để can thiệp. Phong trào Houthi tại Yemen đang có trong tay những loại vũ khí gì? Năm 2015, thủ đô Sana'a của Yemen đã bị các chiến binh thuộc phong trào Ansar Allah, hay còn có tên gọi khác là Houthi, chiếm giữ để vinh danh thủ lĩnh Hussein al-Houthi, vốn đã thiệt mạng năm 2004. Houthi hiện đang kiểm soát được phần lớn lãnh thổ Yemen, đẩy lùi các cuộc tấn công của Liên minh quốc tế do Ả Rập Xê Út lãnh đạo và được coi là đồng minh tích cực hỗ trợ phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine. Với sự hỗ trợ quân sự từ các đồng minh tại Cận Đông, trong đó quan trọng nhất là Iran, phong trào Houthi đã chứng minh là một lực lượng thiện chiến và khó nhằn trong cuộc xung đột với Liên minh quân sự Ả Rập. Thậm chí, Houthi còn tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các vị trí chiến lược quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út bằng tên lửa và UAV tự sát rất hiệu quả, khiến Liên minh bị thiệt hại nặng. Kể từ tháng 11 năm 2023, Houthi bắt đầu đe dọa tấn công các tàu thương mại của Israel ở Biển Đỏ. Và sau đó, các tàu được cho là có liên quan tới Mỹ và phương Tây. Trên thực tế, từ lãnh thổ kiểm soát tại Yemen, Houthi có thể khống chế tất cả tuyến giao thông hàng hải từ kênh đảo Suez đến bờ biển châu Phi, vịnh Ba Tư và đến châu Á. Theo truyền thông Mỹ, kể từ tháng 11 năm 2023, Houthi đã thực hiện hơn 20 cuộc tấn công vào các tàu thương mại ở vùng biển quốc tế. Phong trào này cũng tuyên bố rằng chỉ tấn công những tàu có liên hệ nào đó với Israel. Houthi không chỉ sử dụng UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo để chống lại các mục tiêu trên biển, mà còn tấn công tên lửa nhằm vào thành phố Eilat ở miền nam Israel. Dù các tên lửa của Houthi đã bị bắn hạ, nhưng bản thân các cuộc tấn công như vậy đã cho thấy năng lực đáng gờm của phong trào này. Hành động của Houthi đã khiến Mỹ và đồng minh phải triển khai lực lượng hải quân hùng hợp tới để ngăn chặn. Tới ngày 12 tháng 1 vừa qua, Mỹ và Anh đã bắt đầu không kích Houthi và đẩy xung đột tại Yemen lên cấp độ mới. Thực tế, phong trào Hồi giáo vũ trang tại Yemen có trong tay nhiều loại vũ khí tấn công tầm xa, nguy hiểm và chính xác. Trong vài năm qua, kho tên lửa của Houthi đã tăng lên đáng kể. Phần lớn chúng có nguồn gốc từ Iran. Ngoài ra, với sự giúp đỡ từ Iran, Houthi cũng khôi phục nhiều tổ hợp tên lửa tấn công từ thời Liên Xô, trong đó có nhiều vũ khí chống hạm. Từ giữa những năm 2010, Houthi đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ kho vũ khí của quân đội Yemen, bao gồm các tổ hợp tên lửa chống hạm P-15M Termit thời Liên Xô với tầm bắn lên tới 80 km, cũng như tên lửa diệt hạm C-801 của Trung Quốc. Những tổ hợp vũ khí này đã xuất hiện trong các cuộc duyệt binh của Houthi. Tuy nhiên, đó mới chỉ là phần nổi trong kho vũ khí Houthi đang sở hữu. Giới chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá, Houthi hoàn toàn có khả năng sở hữu các loại tên lửa chống hạm hiện đại của Iran như Wader và Gori với tầm bắn lên tới 300 km. Không chỉ sở hữu tên lửa chống hạm, Houthi còn có trong tay nhiều tổ hợp tên lửa đạn đạo khó đối phó hơn nhiều. Phong trào này từng sử dụng các tên lửa đạn đạo để tấn công chính xác các mục tiêu ở Saudi Arabia, quốc gia vốn sở hữu nhiều loại vũ khí phòng không, phòng thủ tên lửa hiện đại từ Mỹ và phương Tây. Các tổ hợp tên lửa đạn đạo Al-Surf và Tanki
với tầm bắn lên tới 450 đến 500 km, có thể coi là phiên bản nội địa hóa của Yemen dựa trên cơ sở các tổ hợp tên lửa Fighter 313 và Yoya của Iran. Chúng được trang bị hệ thống cảm biến dẫn đường quang ảnh, nhiệt đủ khả năng tấn công các mục tiêu cỡ lớn như tàu thuyền. Với đầu đạn nặng 300 kg kết hợp với gia tốc rời lớn của tên lửa đạn đạo, Assur và Tanki đủ khả năng vô hiệu hóa hoặc phá hủy bất kỳ tàu thương mại nào trong tầm ngắm. Houthi cũng hoán cải thành công đạn tên lửa phòng không cũ của tổ hợp S-75 Volga thời Liên Xô thành tên lửa đối đất Mohit trang bị đầu dò quang hồng ngoại. Dù hiệu quả của chúng vẫn là dấu hỏi lớn, nhưng với số lượng lớn thì đây cũng là các loại vũ khí tấn công nguy hiểm trong tay Houthi. Houthi còn có một kho tên lửa tầm xa sử dụng nhiên liệu lỏng có nguồn gốc từ Iran và Triều Tiên. Dù có số lượng hạn chế và thời gian chuyển trạng thái dài, nhưng chúng lại có tầm bắn rất xa, lên tới hàng nghìn km và là mối nguy hiểm thường trực đối với Israel cũng như các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông. Ngoài ra, con số hàng trăm tên lửa hành trình đối đất Houthi đang sở hữu cũng rất nguy hiểm. Phong trào này từng phóng nhiều tên lửa như vậy nhằm vào thành phố Eilat của Israel. Với kho vũ khí đầy đủ chủng loại trong tay, không quá khó để hình dung Houthi có đầy đủ khả năng khống chế và phong tỏa hoàn toàn tuyến hàng hải thương mại nối giữa châu Âu và Nam Á qua Biển Đỏ và kênh đào Suez nếu xung đột tiếp tục leo thang. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án các vụ tấn công của Houthi nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ. Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu Houthi chấm dứt ngay lập tức tất cả các hành vi tấn công nhằm vào các tàu thương mại và buôn bán đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden, phù hợp với luật pháp quốc tế và nghị quyết 2722 năm 2024. Các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi thiết lập các mối quan hệ hợp tác thực tế, bao gồm với cả chính phủ Yemen, để ngăn chặn lực lượng Houthi được trang bị vũ khí và các thiết bị liên quan cần thiết để thực hiện các cuộc tấn công tiếp theo. Thông cáo báo chí cũng nhắc lại lời kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc phải tuân thủ nghĩa vụ liên quan đến lệnh cấm vũ khí có chủ đích. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi tôn trọng việc thực hiện các quyền và tự do hàng hải của các tàu buôn và thương mại từ tất cả các quốc gia đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab el Mandeb dựa trên nguyên tắc phù hợp với luật pháp quốc tế. Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi các nước hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc và các quốc gia ven biển, cũng như với các tổ chức khu vực và tiểu khu vực để ngăn chặn các kịch bản căng thẳng hơn nữa với những hậu quả đa chiều có thể xảy ra. Đồng thời khuyến khích các nỗ lực ngoại giao tăng cường của tất cả các bên nhằm phục vụ cho mục đích này, bao gồm cả việc tiếp tục hỗ trợ đối thoại và tiến trình hòa bình của Yemen dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Hồi cuối tháng 2 vừa qua, khi được hỏi liệu họ có dừng các cuộc tấn công nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay không, người phát ngôn của lực lượng Houthi Mohammed Abdusalam nói về tình hình sẽ được đánh giá lại nếu cuộc bao vây giải Gaza ngừng lại và viện trợ nhân đạo được tự do đến với vùng đất này. Ông Abdusalam cũng nhấn mạnh những hoạt động giúp đỡ người dân Palestine chưa đủ để Houthi dừng tấn công. Thay vào đó, Houthi chỉ ngừng tấn công nếu Israel chấm dứt hành động xâm lược vào giải Gaza và chấm dứt bao vây. Theo hãng nghiên cứu EIU, căng thẳng tại Biển Đỏ có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của châu Á, đồng thời thổi bùng lạm phát tại đây. Theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, chỉ trong 2 tháng đầu năm, hoạt động thương mại trên kênh đào Suez đã giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi lên tàu hàng trên Biển Đỏ làm giảm lưu lượng tàu thuyền đi qua kênh đào Suez. Đây là tuyến hàng hải ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á, đóng góp 15% thương mại đường biển toàn cầu. Để tránh bị tập kích, các tàu hàng phải chuyển hướng sang đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở châu Phi. Việc này làm tăng thời gian vận chuyển trung bình thêm 10 ngày, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có kho hàng hạn chế. Báo cáo mới đây của EIU, hãng nghiên cứu thuộc Economist Group, cho thấy diễn biến này có thể khiến tăng trưởng kinh tế của châu Á chậm lại, đồng thời thổi bùng lạm phát tại đây. Xuất khẩu của các nước châu Á vốn đã chịu tác động từ năm ngoái do nhu cầu từ phương Tây yếu đi. Vì thế, các cuộc tấn công tàu hàng gần đây sẽ càng gây sức ép lên các nền kinh tế phụ thuộc lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là các nước Đông Nam Á. Báo cáo nhận định, theo EIU, các nước chịu tác động lớn nhất là Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Tính toán của EIU cho biết, việc vận chuyển hàng hóa từ châu Âu sang Malaysia và Singapore hiện mất 56 ngày. Trước khi Houthi bắt đầu tấn công tàu hàng hồi tháng 11 năm 2023, con số này chỉ là 32 ngày. Thời gian vận chuyển đến Trung Quốc tăng từ 42 lên 55 ngày. Tháng 1 năm 2024,
Oxford Economics tiết lộ giá vận chuyển bằng container hiện cao gấp đôi đầu tháng 12. Chi phí vận chuyển tăng sẽ ảnh hưởng đến nhiều nước trong khu vực châu Á, đặc biệt là các nước phụ thuộc vào nhập khẩu thực phẩm như Ấn Độ và Pakistan. Theo EIU, việc chuỗi cung ứng gián đoạn và nhu cầu hàng tiêu dùng giảm sút có thể khiến tăng trưởng kinh tế của châu Á mất 0,2 đến 0,5% trong năm nay. Ngược lại, lạm phát khu vực này được dự báo tăng thêm 0,4%. Lạm phát tăng tốc sẽ khiến ngân hàng trung ương các nước Philippines, Australia và Ấn Độ khó khăn hơn trong việc tìm kiếm cơ hội giảm lãi suất.